bánh phong lan đơn giản. Mình sẽ nhắc lại là đơn giản để cho các bạn có cái sở thích làm bánh, thích ăn thì có thể tự làm được. Mình nghĩ là cũng không khó lắm đâu, chỉ cần bạn làm đi làm lại nhiều lần cũng quen thôi. Cái gì cũng vậy hết. Đầu tiên mình xin giới thiệu đến các bạn là nguyên liệu để làm bánh. Thì lần này mình làm bánh với cái công thức là bánh nhỏ theo cái thói quen của mình thôi. Mình cứ thế mình nhân lên thôi, không có gì hết á. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị bột mì. Đây là bột mì, mình chuẩn bị 100g bột mì, tức là một lạng bột mì. Tiếp theo chúng ta có 100g hay là một lạng đường cát trắng xay nhuyễn. Các bạn nên nhớ là xay nhuyễn nha các bạn. Rồi, một phần không thể thiếu của chúng ta là trứng gà. Thì theo kinh nghiệm và thói quen của mình á, thì trứng gà chúng ta có thể cân bằng với bột với đường, hoặc có thể hơn một tí xíu cũng được. Nhiều trứng thì nó thơm, nó ngon hơn, nhưng mà nhiều quá thì sẽ tanh. Rồi chúng ta có vani. Vani này mua ở tất cả các cửa hiệu làm bánh có. Mình thì mình ở Biên Hòa, mình mua ở ngay chỗ đường vào chỗ chợ Biên Hòa, tiệm bán phụ liệu từ rất lâu rồi. Chúng ta có bột nổi các bạn. Bột nổi chúng ta dùng theo cái thói quen thì mình ở đây mình dùng bột nổi, mình dùng hai thìa cà phê hoặc là 2 muỗng cà phê bột nổi là được nha các bạn. Rồi ở đây chúng ta có cacao, nếu các bạn nào thích ăn bánh mà có vị cacao thì các bạn bỏ vô. Nếu mà nên nhớ các bạn nhé, các bạn nếu mà các bạn làm bánh có cacao thì các bạn phải tăng lượng đường lên, vì cacao nó sẽ làm giảm bớt cái độ ngọt so với cái loại lượng bánh của mình. Đây là gì đây? À, đây là men để làm bánh bao này, không cần vứt đi. Rồi chúng ta chuẩn bị thêm những cái thứ mà chúng ta không thể thiếu, đó là muối. Khi làm bánh thì các bạn chỉ cần dùng 1 muỗng cà phê muối, một nhúm muối, lấy 2 ngón tay bóp 1 tí muối là được, và 1 muỗng cà phê dầu ăn. Ủa, mình không có chuẩn bị nên mình bê luôn cả nguyên cái bình dầu ăn đây. Còn cách thức làm thì mình sẽ giới thiệu ở các bạn vào cái video clip sau. Xin cảm ơn các bạn.